Tiếp tục chương trình sẽ là một câu hỏi thủy sản đến từ khán giả Nguyễn Hán Châu. Số điện thoại 0388, 3 số cuối là 505 tại Văn Bán, Cẩm Khê, Phú Thọ. Khán giả có nuôi 100 con cá trong ao và nguồn nước là lấy từ khe suối, 1 kg một con và đã nuôi được khoảng 3 tháng. Hỏi rằng là thái tỏi tươi nhỏ ra để thả xuống ao cho cá ăn nhằm phòng bệnh đen đầu và đỏ vây thì có tốt hay không? Vâng, sau đây thì chuyên gia thủy sản Bùi Quang Tề sẽ tư vấn cho khán giả. Xin mời chuyên gia. Vâng, xin chào khán giả, xin chào bà con. Theo mô tả của khán giả thì chúng tôi là, thật sự chúng tôi nói là mùa xuân, đầu hè, mùa thu là mùa nhiệt độ rất phù hợp do cái bệnh thường niên của cá. Nói chung, trong đó chấm cỏ, các loại cá khác nuôi truyền thống. Đặc biệt là anh nuôi trong nước khe suối thì nhiệt độ nó đang phù hợp với cái bệnh xuất huyết do virus. Tức là nhiệt độ, tôi biết là những cái mó nước chảy ra vì tôi đi lên vùng miền núi rồi. Nhiệt độ đo lúc nào thì 25 đến 27 độ, rất phù hợp cho cá chấm cỏ, như đồng thời cho cá khác phát triển, như đồng thời là bệnh cũng phát triển, mà bệnh virus. Nước ở đấy rất là sạch, trông thì nhìn thì sạch, và thông tôi nhìn thấy nước sạch thế này mà sao lại bị bệnh. Nhưng mà đó là cái nhiệt độ nó phù hợp cho cái bệnh phát triển. Đấy, nên là chúng ta phải biết, nên là khán giả sẽ nói cứ là thôi nó đen đầu đỏ vây thế là được, cũng còn hiểu được. Thế bây giờ này, đối với mấy con cá thì nó không ăn tỏi, nó không như người. Như người thì mấy ông mà nhậu thì mới ăn tỏi mạnh, chứ còn mấy bà mà không ăn thì có mùi tỏi nhất này. Ông chồng ăn tỏi về ngủ với bà thì cũng không ai cho ngủ. Nên là phải tập, tôi nói thôi, nói tếu tí cho vui, phải tập cho cá. Thì muốn tập thì phải bằng cái cách nào, phải xay cái tỏi ra trộn với cám. Thế xong nó ăn dần thì được, thì tốt, chứ còn không thái củ tỏi cho nó nhai đâu. Không con cá nào nó nhai tỏi sống cả. Nên là nhớ là cái đấy là hiểu ra tốt rồi, thì ý tôi nó nhá. Xay cái tỏi ra xong trộn với thức ăn với cái lượng tỏi là nửa ký tỏi cho một tạ cá. Thế ao anh có độ chục 100 con này là 100 ký thì phải nửa ký tỏi một ngày, xong trộn với cá cám xong nó mới ăn được, chứ không phải là thái tỏi xong quẳng cho nó ăn đâu, không ăn đâu, nó bỏ luôn, nó phí. Thì đấy là cái thứ nhất là phòng cái bệnh đen đầu. Thôi nông dân cứ hiểu thế cũng tạm được, vì khi bị bệnh sốt huyết do virus thì thường là cá nó đen người lại, đó là một cái biểu hiện, và đỏ vây. Nếu bóc cái lớp da, nếu nông dân bóc ra thì nó màu, cái thịt nó đỏ hết. Thôi đây là nông dân, theo tôi hiểu thế cũng đã quá tốt rồi. Đấy, như thế này chúng ta phòng nó sẽ tốt nhé. Nếu làm thế này cái định kỳ một tháng cho ăn một lần, 3 đến 5 ngày. Nhớ phải xay ra trong trộn những cám nó mới ăn, chứ còn cứ xay không nó không ăn đâu nhá. Nên là chúng tôi nói là thầy thuốc mắt tay, tôi thì cho cá ăn thì hướng dẫn cách thì cá nó sẽ phòng được bệnh, nhưng bà con nông dân cho ăn không được này, bảo chuyên gia suy giải. Thôi chúc khán giả xử lý thành công. Vâng ạ, xin được cảm ơn những tư vấn vừa rồi của chuyên gia Bùi Quang Tề.